Câu 31 nha. Yato no tsuikyu ni taishi. Daiji wa mazoku na kaito ga dekinakatta dokoro ka shitsumon no naiyo riikai dekite inakatta. Sura koso no mi hodo. Đối với lại cái sự truy cứu, cái chữ Hán này là âm Hán là truy cập, nhưng mà nghĩa của nó là truy cứu nhá. Đối với cái sự truy cứu của đảng Yato là đảng cầm quyền, đảng phản đối các bạn, Đang cầm quyền phản đối ạ. đảng phản Đúng rồi. đối đảng cầm quyền là gì các bạn? Tô gì ta? Yoto. Tô. Đây nha, đây là đảng cầm quyền này, còn dưới đảng phản đối này. Đối với cái sự truy cứu của đảng phản đối ấy, thì bộ trưởng Daiji là bộ trưởng nhá, thì bộ trưởng này không những không thể đưa ra một câu trả lời khiến cho họ hài lòng đúng không, mà nội dung câu hỏi không hiểu, vậy thì Đúng đây phải là ngay rồi. cả đúng không? Ngay cả Ngay cả sẽ là Sura Ichi, đúng rồi. Sura Koso là gì nhỉ? chín Chính, chính cái đó chứ không phải cái khác loại nhé, đây không muốn, không phải là nhấn mạnh. Nomi chỉ chỉ hô đồ hầu như khoảng đến cỡ mức đúng không? Sura nó chính là bằng cái gì các bạn biết không? Bằng sai nhá. Đến cả ngay cả này. Câu số 32, Saikin pasokon no choshi ga okashi. Kono jōtai ga tsuzuku yō dattara ichido shuri ni dashita hō ga yōsan sō da. Gần đây thì cái tình trạng máy tính của tôi nó lạ. Chitomo itai domo masaka. Câu này có thể loại trừ được một cách đơn giản đúng không? Ví dụ chitomo phải đi với thẻ gì? ai ạ Đúng rồi, phải đi với nai. Không một chút đúng nhỉ? thầy Itai phải đi với cái gì? là đồ ạ Itai á, không phải đi với Daro nhá. Itai nó đi với lại gimonshi, nghi vấn ôi từ. Ví dụ như gì là Kanojo ima nani o tê itai nani o shiteru ka, cô ấy rút cuộc là bây giờ đang làm gì đúng nhỉ? Đi với nghi vấn từ nhá, chứ không phải là đi với đề số đâu. thầy Domo đi ra tổ dây mà không, không có lấy sao cái đấy. do Domo, domo thì thực ra ấy, bình thường nó sẽ do đi với lại những cái như là gì nhỉ, như là yo đúng không, yo mi ta da đúng nhỉ, hay là mi tai, đúng rồi, mi tai da. Nhưng mà đây không có, không có cũng không sao, bởi vì nó có thể không cần những cái này đấy. Masaka thì phải đi với cái gì? là đồ đi Masaka là với làm gì có ô chuyện, nó hay đi với mô Omo, tôi Omowanai, ô Omowanakata nhá. Đấy, không đời nào tôi nghĩ rằng như thế. Như vậy ở đây chỉ hợp lý nhất sẽ là ba số 3, đúng rồi, Domo. Trường hợp này nó không cho cái dấu hiệu nào đặc biệt, nhưng mà cái nghĩa của nó chúng ta có thể hiểu được là gần đây tôi có cảm giác đúng nhỉ, cứ như thể là cái tình trạng máy tính nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Nếu mà cái tình trạng này nó tiếp tục kéo dài thì có vẻ như là nên mang đi sửa một lần. Câu số 33 này, ở trong quảng cáo này, Kawanishi Piano Kyoshitsu deva shoshinsha keikensha donata ni demo teinei ni shidou shimasu. Ở cái lớp học piano Kawanishi ấy, các bạn thấy là đưa ra hai đối tượng đối lập nhau đúng không, là gì đấy, là người mới bắt đầu với lại người có kinh nghiệm đúng nhỉ. Ở đây là chúng tôi sẽ dạy một cách rất là cẩn thận dù là với ai, vậy thì phải là ngữ pháp nào mới hợp lý? hai Đúng rồi, hai o tôi thoa đúng không, bất kể. O toshite có nghĩa là gì? theo như Không, thông không phải thông theo qua như, thông qua nhá, thông qua hoặc là suốt quanh năm, không phải nikakete. thời Như riêng nikakete về là gì nhỉ? Đúng rồi, riêng về cái khoản gì đó thì là vượt trội, là xuất sắc, không phải này. Nimo kakawarazu, không liên quan bất không không liên quan mặc không dù đúng không? cần Các bạn không nhầm giữa, có hai cái nó khá là dễ nhầm, đấy là nimo kakawarazu với lại gì nhỉ, nhưng ni kakawarazu, đúng rồi. Nếu gọi là ni kakawarazu ấy thì giống như là otoazu, nhưng mà nimo kakawarazu thì nghĩa khác, nó nghĩa là nhưng, tuy nhiên. Đấy, mặc dù đằng trước nhưng đằng sau khác này, thì đây hợp lý nhất phải là số 2. Ở lớp học piano Nishikawa Kawanishi ấy, thì bất kể là người mới bắt đầu hay là người có kinh nghiệm, chúng tôi đều dạy một cách cẩn thận.
Câu 34 này. Meta ni dekakenai no ni gaisutsu suru toki oame ni naru. Hiếm khi tôi ra ngoài, ấy vậy mà lúc tôi ra ngoài trời lại đổ mưa to. Thì ngữ pháp hợp lý là mấy? Hai ạ. Đúng rồi, hai. Ni kagite đúng nhỉ? Là đúng. Gì đấy các bạn? Đúng vào lúc thì... đúng rồi. Đúng vào lúc đúng không? Ờ. Đúng vào lúc như vậy thì lại xảy ra cái gì nhỉ? Cái cản trở mình đúng không? Ni atate là gì? À, khi khi ở khi dịp thì... dùng khi nào? Dùng khi khai trương hay là cái đúng rồi, khai trương những dịp tốt đúng không? Những cái dịp tốt, những cái dịp mà thể hiện cái sự vui mừng hoặc là những cái dịp mà hiếm xảy ra. Xảy ra số ít lần trong đời. Đúng rồi, số ít lần. Ni oite. Bằng gì? Đề ở tại đúng không? Ni saishite. Khi ni saishite giống ni atate đúng không nhỉ? Đấy. Giống như vậy nhá. Nhưng mà ni saishite nó có thể dùng cho những cái gì tiêu cực một chút được. Còn ni atate thì chỉ dùng trong dịp tốt thôi. Như vậy đúng ở đây phải là số 2, ni kagite. Câu số 35 nhá. Sakuya yoku nemurenakatta. Karada ga darui. Về trước các bạn thấy là không ngủ ngon lắm, đêm qua không ngủ ngon lắm. Về sau là cơ thể nó uể oải, mệt mỏi. Nguyên nhân kết quả đúng không? Phải là mấy? Seka. Đúng rồi. Seka. Seka có nghĩa là gì nhỉ? Tại không biết có phải. Tại thì là CD nhá. Seka là không biết có phải do. Đấy. Không biết có phải. Người ta đang nghi ngờ. Không biết có phải lý do là do cái đấy không. Đấy. Còn nếu mà đổ tại hoàn toàn ấy thì sẽ là CD. Đây sẽ là CK này. Không biết có phải tại đêm qua không ngủ ngon mà hôm nay cơ thể mệt mỏi không. Kara nhiêu ạ là gì các bạn? Một khi đã. Một khi đúng không nhỉ? Ờ. Một khi thì đằng sau nó không dùng cái dạng như này. Đấy. Kiểu như là một khi ấy, thì đằng sau nó phải là kiểu như là câu diễn tả phán đoán hoặc là câu diễn tả cái ý chí, nguyện vọng vân vân. Qua kê cả không có ngữ pháp qua kê cả nhé. Chỉ có ngữ pháp qua kê đà đứng ở cuối câu. Mang nghĩa là thành ra thảo nào mà hoặc là vì vân vân. Amarini là gì? Quá. Vì quá đúng không? Đấy. Tại sao không dùng? Vì nó không hợp lý. Quá. Vì quá không ngủ được. Không ai dịch như vì quá không ngủ được đúng không nhỉ? Loại này. Như vậy đúng là 4. Câu số 36 này. Hajimete kono machi o otozureta ga fushigi na nanani zutto omae kara koko ni sunde iru yō na ki ga suru. Lần đầu tiên tôi đến thăm thành phố này. Fushigi na. Đây câu này tương đối là đơn giản, chắc các bạn gặp nhiều rồi đúng không? Fushigi na koto ni đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Cái việc kỳ lạ. Không phải cái việc đâu. Ngữ pháp koto ni là thật là nhá. Nanani koto ni, thật là đằng trước bởi vì lý do đằng sau. Thật là kỳ lạ. Tôi cảm thấy như thể là tôi gì đây? Tôi sống ở đây từ rất lâu rồi, đúng nhỉ? Từ trước rồi. Ờ. Ue ni là gì? Sau khi. Không phải. Ue đêm này sau khi. Ue ni là không chỉ mà còn. Kuse ni. Mặc dù. Mặc dù. Đấy vậy mà, đúng nhỉ? Mono ni. Không có ngữ pháp mono ni nhá. Câu số 36 là n mấy? Cô Tổ Ni là n mấy? N2 ạ. Đúng rồi, N2. N2 ở trong quyển... ở quyển ấy cũng có. Ở quyển xin cũng có. Ở cái phần tổng hợp ngữ pháp Cô Tổ với Mono ấy. Đây, CKN mấy? CKN 3. Đúng rồi, N3 học rồi. Nikagite N mấy? N2. Đúng không? N2. N2 mới học mấy họ cà ghi nhá. N2. Đúng rồi, N2. À, vậy thấy đề này bắt đầu nhiều N2 ấy nhỉ. Đô mộ này N mấy? N0. N0 cái gì? N3 học rồi. Ở trong cái bài ngữ pháp, những cái phó từ đi kèm ấy, học ở trong N3 rồi nhá. Sura N mấy? N2. Sura N1 các bạn nhá. N1 xin mới bắt đầu học về Sura đấy. Xin N2 chưa có học đến Sura đâu. Rồi. Câu 37 này. Đề này em sao? Dễ à? Sai nhiều, khó hơn. Không nghe khó. Kasa de. Ba. Ở công ty này, người A nói ja daishu no uchiawase. Awase. Daishu no uchiawase mo suyobi de ii desu ka? Là gì nhỉ? À vậy thì cái buổi hẹn tuần sau ấy thì mình tiến hành vào thứ tư được không? Người ta nói là gì đây?
あ、スケジュールをちょっとわからないので後で連絡します。Cái này thực ra chúng ta dịch nghĩa thôi đúng không? Nếu như sao? Nếu như không thử, nếu như không thử xác nhận cái lịch trình đúng không nhỉ? Thì sẽ không thể biết được, thành ra là tôi sẽ liên lạc sau. Như vậy hợp lý nhất về nghĩa sẽ là đáp án số 2 nhá. Chúng ta sẽ loại đáp án số 1 vì sao các bạn? Không phải dùng thẻ TI này đúng không nhỉ? Đấy, một sự việc chưa diễn ra thì không dùng TI này, loại này. Tương tự câu 3, câu 4 ấy, không có chèn câu nghi vấn vào cho nên là không có cà đây. Bình thường có cà như này nó kiểu dùng chèn câu nghi vấn, không đúng. Như vậy đúng phải 2. Nếu như không xác nhận thì không biết được. Câu số 38. Hitotsu no shigoto o sukunaku tomo 3 nen wa doko ni itemo nan ni mo dekinai to iwareta. Người ta nói rằng một công việc này, một công việc nhá. Tối thiểu 3 năm. Nào 3 năm thì dùng là bắt đầu làm hay là tiếp tục làm? Tiếp tục làm. Đúng rồi, không ai dùng là bắt đầu làm 3 năm cả, phải là tiếp tục làm đúng không? Vậy chúng ta loại được 3 với lại 4 đúng không? Còn 1 với 2. Vậy thì bây giờ sẽ là nếu hay là dù? Nếu đúng rồi, nếu. Đấy, đằng sau là gì? Đi đến đâu cũng không làm được gì đúng không? Thì phải là nếu nhá. À vậy câu này là gì nhỉ? Người ta nói với tôi được nói là nếu như đúng không? Nếu như sao? Không thể tiếp làm. Nếu như một công việc ấy mà không thể tiếp tục làm tối thiểu là 3 năm đúng nhỉ? Thì đi đến đâu cũng không làm được gì cả. Đúng, đây sẽ là một. Tiếp theo, câu 39. Shigoto demo benkyou demo ichido yaru to kimetara saigo made koto ga daiji da to mo. Tôi nghĩ là này, dù là công việc hay là học tập ấy thì cái điều quan trọng là nếu như chúng ta quyết định là làm ấy thì sẽ làm đến cùng đúng không? Ngữ pháp nào là làm đến cùng? Không biết. Sao hay? Yari nao sự là làm gì? Làm lại. Làm lại đúng không? Làm lại sẽ không đi với đến cùng nhá, loại này. Yari da sự là gì? Làm ra. Yari da sự là bắt đầu làm đúng không? Giống như furi da sự ấy hay ugoki da sự. Đấy. Còn nếu mà mang nghĩa là ra ấy thì nó kiểu như là dùng cho những động từ diễn tả cái hướng, ví dụ như là tobi da sự lao ra này, hay là tori da sự là móc ra, lấy ra, thì ki da sự là kéo ra. Làm thì nghĩa là bắt đầu làm, không hợp lý. Yari nư cự là gì? Bỏ làm. Không, ta lại bỏ làm. Đấy là đấy là cái ngữ pháp là nuki. Nhưng mà đây là đậu phó. Đây là gì nhỉ? Đây là động phức thì cái này mang nghĩa là làm đến cùng như này. Yari nư cự, đáp án đúng là 3 nhá. 4 là yari kakeru là gì? Làm dở. Các bạn không nhớ cái làm dở này à? Đúng nhỉ? Đúng, đây phải là 3 này. Yari nư cự ấy nó giống như là yari thô sự, là làm đến cùng. Tiếp theo câu 40. Ukesuke de ở cuối tiếp tân này. Kawa Yamakawa nói là sumimasen. ABC 社の Yamakawa と申しますが、営業部の中西さんをお願いします。Xin lỗi, tôi là Yamakawa ở công ty ABC đây. Thì phiền anh cho tôi gặp Nakanishi ở phòng kinh doanh. Moshi wake gozaimasen. Nakanishi wa tadaima gaisutsu shite orimasu. Rất là xin lỗi nhưng mà bây giờ Nakanishi đang vắng mặt, đang không có ở đây. Nakanishi san go honnin kara kono jikan dattara irasharu to nanyani ga. Nào, từ người đó nhá, từ chính cái anh này ấy, là nếu là thời gian này thì anh ta sẽ ở đây. Vậy thì câu này phải dùng một cái khiêm nhường ngữ đúng không? Tôi nghe được là, đúng nhở? Tôi nghe được từ anh này. Vậy thì đáp án mấy? Bốn. Hả? Cái nào là nghe? Bốn à? Đúng rồi, bốn. Ukagatan desu là nghe này. Khiêm nhường của Kita. Một sai vì sao? Tôi kính ngữ đúng không? Ừ, số 2. Số 2 là khiêm nhường, nhưng đây là gì? Im ạ. Đúng rồi, đây là khiêm nhường của yu là sai đúng không?
Đây, từ anh này phải là tôi nghe từ anh ta, không thể là nói được. Gozonji nan desu là gì? Sirimas. Sirimas, loại này đúng nhỉ? Như vậy đúng phải là 4 nhé, tôi nghe được từ anh ấy này. Ủa? À, tưởng hết rồi, có 41. Shoku yoga okimata kaisha ni hayaku hatarakitai to hanashitara sono ato renraku ga kite shushoku suru made no aida arubaito. Sau khi tôi nói chuyện với công ty mà tôi đã được quyết định là sẽ làm việc ở đó ấy, thì tôi nói với họ là gì đây, tôi muốn làm việc sớm đúng không nhỉ, thì sau đó ấy, nó có một cái liên lạc đến từ phía họ và như nào đấy nhá, trong thời gian cho đến khi mà bắt đầu đi làm chính thức ấy thì làm sao đấy, arubaito nào, đi làm thêm đúng không, đi làm thêm ở đây, vậy các bạn thấy là loại được mấy với mấy? Từ cái gọi là có cái liên lạc đến 23. Đúng rồi, tại sao lại là 23 biết không? 23 là cố gắng. Otonishita là gì đây? Là mình quyết định làm. Đúng rồi, mình quyết định làm là sai. Đây là họ làm sao? Họ cho phép mình đúng không? Họ quyết định cho mình được phép như vậy. Vậy thì còn 1 với 4. Vậy bây giờ dịch nghĩa thôi đúng không nhỉ? 1 là shite ageru có nghĩa là gì? Te ageru là gì? Cho làm. Cho làm. Te ageru là mình làm gì cho người khác nhá. Te ageru là mình làm gì cho người khác, hoặc là người khác làm gì cho người khác mà không liên quan gì đến mình cả thì dùng te ageru. Ở đây có hợp lý không? Không hợp lý. Đúng nhỉ? 4 là gì? Sasete morau là gì đây? Mình nhận được cái việc người ta cho phép làm thêm đúng không? Hợp lý không? Có nghĩa là gì đây? Người ta cho mình làm thêm trong lúc gì đây? Chờ đi làm chính thức đúng không nhỉ? Như vậy hợp lý là đáp án số 4 nhá. Sasete morau koto ni natta có nghĩa là người ta quyết định là sẽ cho phép mình làm thêm cho đến khi mà đi làm chính thức. Đấy. Câu 42. Senpai ni shokuji ni sasoware chatte dou shiyou? Ikitaku nai na. Tôi được gì đây? Tôi bị senpai rủ đi ăn. Làm sao bây giờ, tôi không có muốn đi. Dos nayamu no? Sao mà phải chăn trở đúng không? Nếu ghét thì chỉ cần từ chối là được. Đúng rồi. Vậy thì loại được mấy với mấy? Với nghĩa là chỉ cần là được. 24. Loại 24 là tai là sai đúng không? Tôi muốn là sai này. Vậy còn 1 với 3. 1 3 nó khác nhau một cái là dake na no, một cái là dake de shou. Thì với ngữ điệu câu hỏi này phải là dùng gì? No. Sao lại no được? Đề số chú. Đề số đúng không? Đúng rồi. Trong cái câu hỏi ngược lại người ta sẽ dùng đề số nhá. À nếu mà ghét thì chẳng phải là chỉ cần từ chối là được hay sao? Đúng nhỉ? À như câu này là gì? So nan da kedo senpai da shi wa kotowari ni kuku nai. Kotowari ni kuku nai. Có vẻ vậy, thế nhưng mà đấy là senpai đúng không nhỉ? Và sẽ gì đây? Khó mà từ chối. Không biết là sinh có đánh sai hay không. Nikui là khó từ chối, đây Nikunai là không khó. Liệu rằng có dễ từ chối hay không? Đại ý là vậy nhá. Liệu có không khó để từ chối hay không? N mấy đây? Ba y n mấy? N3. Được rồi, ba y N3. Đây. Này N mấy? N3. Rồi, N3. Sasetemo đang học N4 nhưng mà cô Tố Ninata N3 mới học. Đây, Ukagata N mấy? Học cái này. N4 hay 3 ấy ạ? N4 học rồi nhá. N4 học là khiêm nhường ngữ của Kiku là Ukagau rồi. Yari thố sự N mấy? N2 ạ. Đúng rồi, N2. Ở trong try là N2, trong còn dòng xin thì không có nhá. Đây, N mấy đây? N3. Đúng rồi, N3. Bởi vì sao nhỉ? V chữ dư kê rự là học ở N3 đúng không? Đây, N mấy? N3. N3 hả? Đây N4. Nếu à, chỉ đơn giản là nếu thôi, chứ đây có phải là cái ngữ pháp gì cao siêu đâu. Rồi, như vậy là cái đề này thì có nhiều câu N2 hơn các đề khác.
Nhưng mà nói chung là cũng vẫn vậy, cho nên thấy nó cũng tầm đấy. Đó là bởi xin xế thôi. Không, CC cũng đặt mình vào các bạn chứ. Sao lại đấy là với CC? Có 43 nào, thứ tự là gì đây? Mọi người comment nhá. Cái đề sau ấy, cái đề đề tham khảo thêm ấy, có khi còn khó hơn cái đề này. Cái phần ngữ pháp. Thùy 3124, Liễu 3124, Phương 3124, Huyền Hoa 3124, Hoàng 3124. Chúng ta xem câu 43 nhé. Mô sư gử cô cô sổ tư yô đà cô nô gà cô đế sen xe ya tomo đà chi tô sư gô sư. Rồi, sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Trải qua đúng không? Trải qua này, cùng với gì đấy? Cùng với bạn bè và thầy cô ở ngôi trường này. A tổ sư sư càng đà là gì đây nhỉ? À, còn vài tuần nữa. Đấy, tô mô tô là nghĩ đến. Nô mô là cái gì đó này. À, sabishi sa ga masite kuru là nỗi buồn nó tăng lên. Đằng sau sugosu phải là cái gì các bạn? No. Sugosu đang để thẻ gì đây? Đang để thẻ thường đúng không? Vậy đằng sau nó sẽ phải là gì nhỉ? Ngữ pháp hoặc là ngữ pháp hoặc là danh từ đúng không? Đấy. Ờ, thì sao? Thực ra thì cái nào nó cũng hợp khi mà ghép với cái sự cố sự này nhá. Nếu mà nhận định như vậy, ví dụ như một này, một là danh từ này, hai là ngữ pháp này, ba là no cũng có thể đi kèm cái này, và bốn là danh từ cũng có thể đi kèm. Như vậy là không dùng như vậy được. Thực ra cái câu này ấy, câu này nếu mà phân tích thì nó lâu, nó lằng xì lằng nhằng lắm. Câu này dịch nghĩa cho nó nhanh đúng không nhỉ? Đó là gì đây? Thế nhưng mà nghĩ từ công vài tuần là tại qua công với bạn bè có thể cùng tương tinh sống. Cứ nghĩ đến đúng không? Còn vài tuần nữa là... Còn vài tuần nữa. Đúng rồi. Sao bạn bè thì cô chúng ta thấy nhá, chúng ta thấy có cái hai ấy là tô ô mô ư tô. Hai này, tô ô mô ư tô. Cứ nghĩ đến cái gì đó đúng không? Thì nỗi buồn sẽ tăng lên, đúng nhỉ? Thì mình sẽ có phải là mình cố định được cứ nghĩ đến. Xong đằng sau là sabi, đúng không nhỉ? Sabi si sa ga masite kuru, đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình còn hoàn thành hai cái đằng trước thôi. Cứ nghĩ đến cái việc, đúng không nhỉ? Đấy. Ờ, cái gì nhỉ? Cái việc mà trải qua cùng với bạn bè và thầy cô chỉ còn vài tuần nữa. Vậy thì phải làm mấy? Ba, đúng không? Nổ mộ và một là a tố sư sư càng đà, đúng nhỉ? Như vậy là 3, 1, 2, 4 nhé, các bạn chọn đúng rồi. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 1. Tiếp theo câu số 44 nào. Câu 44, Thùy là 4231, Liễu 4231, Huyền 4231, Phương, Hoàng đều là 4231. Rồi chúng ta chữa câu 44. Salaryman kara no ka gì đó ga arun da ne. Jibun no yume o dou shite mo akirame kirenakute ne. Người A nói là ấy, từ một cái người làm công ăn lương, từ một nhân viên văn phòng. Đây là no ka là người nông dân đúng không? Đấy. Thì từ đúng không nhỉ? Ở đây các bạn thấy có cái từ nhá. Từ đối tượng này chuyển sang đối tượng kia. Vậy thì cuối nó phải là gì? Ninaru. Đúng rồi. Ninaru. Như vậy chúng ta sẽ xếp được 4 ở đây. Ninaru. Mà Ninaru đang để thẻ thường đúng không? Thì đằng sau thẻ thường sẽ phải là gì? Đằng sau thẻ thường sẽ là ngữ pháp hoặc là gì nhỉ? Danh từ. Hoặc là danh từ. Đúng rồi. Ở đây lại có cái ngữ pháp là tổ à. Còn danh từ là yuki. Đúng không? Vậy thì chúng ta đang cần phải gì nhỉ? Chúng ta đang cần phải so sánh xem tiếp ở cuối. Có ga arun da ne.
Như vậy đằng trước nó phải là danh từ, vậy thì chỉ có cái nào là hợp lý? Một ạ. Một đúng rồi. Yuki đúng không? Ừ, là ngữ pháp nhá. Mà cái này mà đã là ngữ pháp thì bốn đằng sau nó phải là gì? Tố ạ. À xin lỗi, bộ, một là danh từ chứ. Ờ thì bốn đằng sau đây phải là ngữ pháp là hai, tố à đúng không? Và ba là gì? Thì cái câu này nào Phương? Ờ từ cái người làm quan lương mà trở thành cái người nông dân thì phải có rất nhiều diện dục khí nhỉ? Ừ. Dù thế nào cũng không thể vứt bỏ, từ bỏ giấc mơ đúng không? Cũng của mình, ừ. Được. Đúng rồi, từ một người làm, từ một người nhân viên văn phòng mà bây giờ đi thành nông dân thì cũng hơi vất vả đấy. Đặc biệt ví dụ như là Phương Sằng hay là Hoàng Sằng chẳng hạn. Sensei thì lại rất là ok la nhá. Sensei bây giờ làm nông dân quá ok, bởi vì Sensei là xuất thân nông dân rồi. 4, 2, 3, 1 này. Rồi tiếp theo câu 45 nào. Bây giờ mà có đất trồng rau nuôi cá là hơi bị rau hơn công công nhân viên. Đúng rồi. Được không, quê của mọi người có bị sốt đất không? Quê trên xe sốt đất kinh lắm. Phải để làm đất cho đi Nhật xong bây giờ đất lên mấy tỷ rồi. Làm hay thủ của bố mẹ. Liệu là 2143 này. Huyền 2143, Thùy cũng vậy, Phương cũng vậy, Hoa cũng Hoa khác 2134, Hoa 1432, Hoàng khác. Câu này thực ra là đơn giản đúng không? Nhìn thì cồng kềnh nhưng bởi vì sao nó có cấu trúc cố định. Đấy là gì mọi người nhỉ? Ka nai ka no uchi ni đúng không? Đấy, vậy thì các bạn sẽ cố định được mấy đây nhỉ? Thứ nhất là ka nhá là mấy? 2 đúng không? Ừ. Là i o a ru ka này. Tiếp theo là gì nhỉ? 1 o a ra nai ka. 4 là uchi no uchi ni. Đúng rồi. Vấn đề ở đây ấy, bây giờ mình sẽ là ba cho đằng trước hay ba cho đằng sau đúng không? Thì mọi người thấy là ba cho đằng trước hay sau? Sau ạ. Tại sao lại là sau nhỉ? Có ghen cả hộ. Đúng rồi. Ghen cả hộ cần phải một động từ đúng chưa? Vậy thì nó phải đi với động từ tobidasu. Đấy. Lao ra. Như vậy đây chúng ta phải cho ba ở đây nhá. Ghen cả hộ. Dịch cho đây câu này là liễu sáng. Cái buổi sáng ngày hôm đi dã ngoại thì đứa con gái của tôi nó chưa chào, nó chưa nói hết câu nó đã bay ra khỏi nó đã lao ra khỏi cửa đúng không? Nó chưa nói hết câu con đi đây nó đã gì nhỉ? Lao ra khỏi cửa rồi. Lao ra khỏi cửa rồi. Đúng rồi. Các bạn đúng là 4 nhá. Tiếp theo câu 46 nào. Câu 46, Thùy 3421, Liễu 1432, Huyền 1432, Ngọc Hoa 3142. Câu 46 này, Sanko sho yonde kanpeki ni toyukoto ga yoku aru. Rikai shita dekinai mondai o toite miru to tsumori demo. Đọc sách tham khảo hoàn toàn. Nào đi đằng sau từ hoàn toàn bắt buộc phải là từ gì các bạn? Hoàn toàn hoàn hảo thì đằng sau nó phải là từ nào trong trong số 4 từ này? Chỉ có một từ duy nhất là đi kèm được với nó đúng không? Đấy là gì đây? Rikashita. Đúng rồi, là hiểu hoàn toàn đúng nhỉ? Không thể là không thể hoàn hảo được đúng nhỉ? Là một này. Rikashita nhá. Rồi các bạn có tiếp Tsumori demo. Tsumori này dù đi phải gì đấy? Ta để đi với ta là cứ tưởng là đúng không? Ừ, vậy thì sẽ cho ở đâu? Sau một đúng rồi, sau một nhá.
Sumori để mộ ở đây. Tiếp theo là mấy? Câu này dịch nghĩa là chính các bạn ạ. Sumori để mộ. Tiếp theo là ba, đúng rồi. Mondai o. Kaite. Toite. Không phải kaite. Toite. Đứng một mình đọc là tô cự, không phải là kai đâu. Hai để kinai. Huyền dịch thay câu này nào. Cậu thương thường xảy ra cái việc gọi là đã nghĩ đã bằng đọc cái việc mà đọc sách tham khảo thì đã Chimori để một ngay cả ngay dù cứ tưởng là cho dù cứ tưởng là đã hiểu hoàn toàn. Đúng nhưng rồi. Mà khi thử giải quyết vấn đề thì không làm được, không làm đúng không? Được. Ừ, thường có cái việc là nhá, đọc sách tham khảo ấy, và mặc dù cứ tưởng là cứ nghĩ là có thể gì đây, có thể hiểu được hoàn toàn, thế nhưng mà khi mà thử giải bài ấy thì lại không làm được. 1432. Tiếp theo có 47 nào. Huyền là 3241. Phương là 3241, Liễu là 4123, Thùy là 3241, Hoàng là 3241. Chúng ta xem nhé. Kono ike ni soda mono mo iru. Sakana no naka ni sumu. Hyaku nen ijo ikiru. Các bạn có biết tại sao từ sumu người ta lại viết hiragana không? Hả? Có biết lý do tại sao không? Nó là cá người ạ. Hả? Nghĩa là không thần. Đúng rồi, nó là cá. Nếu là người sẽ dùng từ gì? Người sẽ dùng chữ này nhá các bạn nhá. Nhưng các bạn có biết động vật thì người ta thường dùng từ gì không? Người ta không dùng cái chữ đấy đâu. Người ta dùng cái chữ này này. Đấy. Mà cái chữ này là chữ ngoài bảng sử dụng Hán tự. Đấy, vượt cả cấp N1. Cho nên người ta viết hiragana. Rồi, nó vẫn nghĩa là sống thôi. Sống này, sống hơn 100 năm đúng không? Trong số những con cá cũng có mono, cũng có cái thứ, cũng có con. Vậy thì câu này chúng ta sẽ dịch nghĩa đúng không nhỉ? Akono ike ni đúng không? Vậy thì phải là gì? Sumu. Đúng rồi, sống ở đâu đúng không? Ba này, sumu. Đằng sau sumu phải là gì nhỉ? Phải là ngữ pháp hoặc là danh từ đúng không? Wow. Vậy là mấy? Bốn ạ. Ngữ pháp hoặc danh từ nhá. Ở đây chúng ta thấy là có cái số 1 là mono là danh từ, số 2 cũng là danh từ, cũng có thể hợp lý được. Đấy, vậy thì các bạn phải thử thôi. Nếu các bạn không muốn dịch câu, các bạn phải thử. Ví dụ các bạn thử, các bạn cho 1 ở đây. Mono mo iru. 2, cái này phải 2. Là không đúng, đúng rồi. Ở đây có no naka ni nhá. Trong số thì có. Con đấy, vậy sống thì ở cái hôm này. Đúng rồi, vậy thì chúng ta phải cho 2 ở đây. Sakana no naka ni. Ừ. Tiếp theo là Hyakunen Ijo 4 nhá. 100 năm. Hyakunen Ijo Ikiru. 1 là Mono mo iru. Ừ, đúng rồi. Đấy. Hoa dịch thêm câu này nào. Những con cá mà đang sống ở trong cái hồ này thì nghe nói là đã sống trên 100 năm. Đang nghe nói là những tức là con nào cũng sống trên 100 năm. Có con vật sống trên 100 năm. Nghe nói là có con vật tức là con rùa. Con cá. Đúng rồi, vậy là con cá. Thì nhờ trong số nhá. Trong số những con cá mà sống ở cái có phải cái hồ không? Cái ao. Cái ao.
Ao khác gì hồ ở Quế Sáng? Đó, cái ao nó bé hơn cái hồ. Nhỏ hơn, cái hồ nó to hơn. Ao nhỏ hơn đúng không nhỉ? Ao ở nhà mình hay có ấy. Nhưng mà giờ quê trên xe cũng lấp ao hết đi rồi. Bởi vì đất nó đắt. Nên lấp đi bán. Trong số những con cá mà sống ở cái ao này ấy, thì nghe nói là cũng có những con đúng không? Mà sống trên 100 năm rồi, đúng không nhỉ? 3, 2, 4, 1. Rồi tiếp theo, đục lỗ này. Nào, đoạn đầu tiên nhá, xin mời Hoàng nào. Hey. Mainichi no seikatsu no naka de tenki yōhō wa kakasenai yōhō no hitotsu da. Trong cái cuộc sống thường ngày, trong cuộc sống hàng ngày á, thì dự báo thời tiết là một cái thông tin không thể thiếu. Đúng rồi. Hey. Kiru fuku o erabu toki mo kyūjitsu no yōtei o tateru toki mo tenki .. Cái này có chọn luôn không sensei? Có. Em sẽ chọn luôn đấy. Hey. Như những thứ như là sao lại những thứ như là chọn quần áo. Sao lại những thứ như là nó toki mà? Cả khi đúng không? Đúng rồi. Ngay cả khi lúc chọn quần áo. Ngay cả lúc lựa chọn quần áo này. Hay là ngay cả lúc hay là lập kế hoạch cho lập kế hoạch cho gì nhờ? Ngày nghỉ ạ. Cho những ngày nghỉ thì 48 nhá. Nào 48 nào. Mấy đây? Em nghĩ là em sẽ chọn 1 ạ. Tại sao lại là 1? Kiểu đây là cái câu khẳng định là phải chú ý đến thời tiết. Thế hai không phải khẳng định hả? Đây cũng là câu khẳng định mà đúng không? Nhưng mà dịch nó hơi vô lý. Dịch nó vô lý á? Các mọi người thấy cái chủ ngữ đó là gì đây? Nó là tenki đúng không? Tenki là danh từ đúng chưa? Cấu trúc này là thực ra nó chính là gì nhỉ? N1 đúng không? Qua N2 đúng nhở? N1 là N2. Thời tiết là cái thứ chúng ta sẽ làm sao? Ý Nina là chúng ta sẽ quan tâm đúng không? Chúng ta sẽ để ý đến. Như vậy là đáp án đúng là 1 nhá. Đấy. Thì nó có cái mono ấy là gì đấy nhở? Là danh từ. Nó dùng dạng lửng, nó không có chữ đà đằng sau. Thời tiết là cái thứ mà chúng ta sẽ quan tâm đến. Hai thì sao các bạn biết không hợp lý không? Thời tiết thì chỉ quan tâm nó đang bị lửng. Tóm lại là nó không phải là danh từ đúng không nhỉ? Loại này. Còn cá đô cà thì nó phải có cái gì mọi người? Nghi vấn. Phải có cái gì đấy đằng sau đúng rồi. Nó phải có cái gì đấy đằng sau nữa, không phải cá đô cà lửng lửng nhá. Loại này. 4. Cá nô yô là gì? Giống như là. Không phải giống như là đúng không? Như vậy đúng phải là 1 nhá. Những khi như vậy ấy thì thời tiết nó là cái thứ mà chúng ta cần phải quan tâm đúng không nhỉ? Tiếp. Hay. Mai asa tenki yōhō check shite iru hito mo oi no daro. Kiểu chẳng phải là có rất nhiều người hay kiểu check cái dự báo thời tiết hàng ngày ấy. Có lẽ là cũng có rất là nhiều người họ gì đây nhỉ? Họ luôn luôn kiểm tra thông tin dự báo thời tiết mỗi sáng đúng không? Rồi tiếp theo. Xin mời Huyền nào dịch chúng ta đến đây. Vâng. Sonna tenki yōhō wo katsuyō shita aratana torikumi wa hajimatte iru. Nào, torikumi là gì? Nỗ lực chuyên tâm. Nỗ lực, đúng rồi, nỗ lực chuyên tâm. Aratana là mới. Hoặc thông tin thời tiết như thế bắt đầu. Ôi, tự nhiên em không biết dịch luôn. Ờ. Nỗ lực mới mà sử dụng một cái nỗ lực mới đúng không?
một cái nỗ lực mới mà gì mới mà tận dụng đúng không, tận dụng cái tận thông tin dự báo thời tiết như vậy, thời tiết nó đang như thế bắt đầu, nó đang được bắt đầu, đầu nó đang bắt đầu kizo 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 do ho kara shukuhin no kodo kodo na chữ chữ tiếp theo em không biết đọc yuyo yuyo yosoku o kokonai kokonai shukuhin rosu tsumari mada taberareru no ni suterarete shimau shouhin o herasu toyu mono da từ thông tin khí thường dự đoán không phải đâu nhá, nó phải là mono đây này. Cái gọi là torikumi đấy là gì? Cái gọi là nỗ lực chuyên tâm đấy. Cái nỗ lực đó là cái thứ mà thứ gọi là từ thông tin khí tượng. Đúng thì từ thông tin khí tượng người ta làm sao, người ta tiến, người ta hành, tiến hành dự đoán. Người ta tiến hành dự đoán. Dự đoán gì đây nhỉ? Nhu cầu. Chữ Hán nhu yếu nhá, là nhu cầu. Mức độ ở cao. Người ta dự đoán cái nhu cầu cao của thực phẩm. Đúng rồi, của đồ ăn đồ uống. Đấy. Để làm giảm đi cái gì? Để làm giảm đi lượng vứt bỏ, lượng thực phẩm bị vứt bỏ. Đúng rồi, được. Để làm giảm đi cái thực phẩm gì đây nhỉ? Để làm giảm đi cái sự lãng phí thực phẩm này. Đấy. Hay là chính là cái thực phẩm mà gì đây? Cái thực phẩm mà vẫn còn ăn được. Mặc dù vẫn còn ăn được. Vứt bỏ đi. Đúng rồi. Thì câu này ấy, cái nỗ lực đó, cái chuyên tâm đó là cái việc người ta ứng dụng cái thông tin khí tượng, người ta dự đoán cái nhu cầu thực phẩm lúc nào là cao, lúc nào là thấp để hạn chế cái việc làm lãng phí đồ ăn. Đấy. Ý của đoạn này là như vậy. Tiếp theo, đoạn này nào xin mời Thùy nào. Hey. 食品の中には 電光や電動に 電動だわ. Akido. Kion. Akio. Kionに 重要が大きくさ、重されるものも多い. Đó là cũng có nhiều cái sự trong những cái sản phẩm, trong những cái thực phẩm đó trong thực phẩm này cũng có nhiều cái thực phẩm mà ảnh hưởng to lớn, bị ảnh hưởng lớn. Đúng rồi. Nhu cầu bị ảnh hưởng lớn bởi khí hậu và độ ẩm. Sao lại độ ẩm? Khí ôm mà. Khí ẩm. Không phải ẩm. Nhiệt độ. Khí ôm đây là gì các bạn? Kukino ôn độ. Nhiệt độ không khí nhá. Nhiệt độ không khí. Đây là nhiệt độ không phải độ ẩm đâu. Độ ẩm nó phải có cái chữ gì nhỉ? Chữ thấp cơ. Ví dụ như là xịt sư độ này là độ ẩm này. Hay là xịt kê này, hơi ẩm này. Đấy, nó phải chữ này mới là liên quan đến ẩm. Nhưng mà đây không phải. Rồi, ở trong thực phẩm ấy thì có rất là nhiều thứ mà cái nhu cầu của cái thứ đó, đúng không? Bị ảnh hưởng, đấy, bị ảnh hưởng mạnh bởi thời tiết, khí hậu. Hay là gì nhỉ? Hay là nhiệt độ không khí. Tiếp. Yuyo yosoku o ayamari kayo ni seisan shite shimau to sore dake okiku no shokuhin rosu ga shoujite shimau. Cái việc mà nhầm lẫn cái sự dự đoán nhu cầu á. Là hệ như mà sản xuất mà quá. Nếu như nhầm lẫn cái dự đoán về nhu cầu mà sản xuất ra quá nhiều. Sản xuất ra quá nhiều thì là sẽ sinh ra là cái việc là lãng phí thực phẩm. Thì sẽ gì nhỉ? Thì sẽ sinh ra cái sự lãng phí thực phẩm rất là gì đấy? Rất là nhiều. Rất là nhiều tương ứng với nó đúng không nhỉ? Đúng rồi. Tiếp theo nào, xin mời Phương nào. Sefu wa kizo data to POS data nani ga isu ikusu ikura de ureta no ka o shimesu
hàn bài dô hồ khả ra cô độ na dư dô 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 sô cử ô ô cô nai xe dô ya hàn bài nô các cơ sản ní tê kêu sư rụ tô rì cư mi ô hà dì mê tạ có con điền luôn xe xe 49 phải điền đúng không? 49 nhá. Bởi vì nó ngay đầu câu này. Nào. À muốn điền được thì phải làm sao? Phải dịch được nghĩa cái câu đấy chứ, đúng rồi. Phải dịch nghĩa được cái câu đằng sau nó quan hệ hai vế mà đúng không? Vâng ạ. Chính phủ thì tiến hành dự đoán cái nhu cầu thiết yếu. Đúng rồi, chính phủ này. Động từ nhá. Chính phủ tiến hành dự đoán cái nhu cầu đúng không nhỉ? Cái nhu cầu cao đúng không nhỉ? Nhu cầu thiết yếu cao độ. Từ gì đấy? Từ những cái dữ liệu khí tượng. Rồi, từ những dữ liệu khí tượng và những cái dữ liệu POS. POS. Đó là cái gì nhỉ? Cái thông tin bán hàng mà được chỉ ra cái gì khi nào ikusu bao nhiêu cái hoặc là ikurai đến cái mình khoảng bao nhiêu ạ? Giá bao nhiêu? À, hệ giá bao nhiêu? Mà, đúng không? Ừ, đó. Thì được gọi là POS data. Đấy. Người ta tiến hành dự đoán cái nhu cầu cao của gì nhỉ? Của những cái mặt hàng thực phẩm ấy từ những dữ liệu này và họ bắt đầu thiết lập cái cung cấp của không mỗi phải, không phải thiết lập cái cung cấp. Họ bắt đầu cái gì nhỉ? Cái nỗ lực. Phải bắt đầu nỗ lực chế tạo cung, và cung không cấp, không phải chế tạo mà cung cấp này họ cấp. Họ nhớ họ bắt đầu cái nỗ lực mà cái nỗ lực đấy là nỗ lực mà gì nhỉ mà sẽ cung cấp cho các công ty đúng không các công ty làm nhiệm vụ bán hàng và sản hoặc xuất. Là sản xuất chế tạo đúng rồi rồi vậy thì câu 49 là như vậy thực ra cái chỗ này phải là dấu phẩy đúng nhỉ bị thiếu mất dấu phẩy này đúng là nó là nguyên nhân ạ thì em nghĩ là dùng chọn ba số cô đấy ạ nào do là gì? Nào là thêm nữa, hơn nữa. Thêm nữa? Có phải thêm nữa không? Không phải là liệt kê đúng không? Mở rộng. Ta tôi bà. Ví dụ ạ, không phải. Ví dụ, không phải này. Số cô đế. Do vậy ạ. Do vậy, đúng rồi. Bốn là? Tokoroka là... Tokoroka thế nhưng ạ. Thế nhưng là sai nhá. Đúng vậy. Đúng đây phải là số cô đế. Bởi vì sao? Từ cái đằng trước, đúng không? Khi mà sai cái dự đoán, đúng nhỉ? Các bạn đang thấy này. Nếu sai dự đoán ấy, sản xuất quá nhiều thì sẽ xảy ra một điều xấu như thế này. Thì chính phủ ấy, đấy, họ tiến hành dự đoán một cách chính xác cao độ những cái này và họ cung cấp cho gì nhỉ? Họ cung cấp thông tin cho mấy cái nơi này ấy, thì nó phải là quan hệ nhân quả từ cái nguyên nhân phía trước nên phải là số cô đế mới là hợp lý. Rồi tiếp theo, tôi sẽ mời bạn tôi sẽ mời Quế sang nào. Hey. Sono ketka wa sokuhin ga mura ni sute rareru koto ga sugu naku naru tame sono ris sori no kate de hasse suru nisanka sangso tanso nya tanso tanso o herasu koto mo dekiru với cái kết quả như đấy thì đâu với kết quả như đấy đâu đây hả tất cả dạ kết quả đó nay bạn Phương bạn chưa dịch xong câu này thì đã bảo bạn đi dịch rồi thế thì bạn Quế dịch cho xem nốt cái câu này nào cái kết quả đó ấy đúng không dạ cái kết quả cái đó kết này quả đó thì nó không thì phải nó không phải là không phải toàn, chỉ toàn làm giảm đi những cái lãng phí của thực phẩm ạ. Có nghĩa là không phải chỉ giảm được mỗi cái sự lãng phí thực phẩm đúng không mà còn làm được cái việc khác nữa đúng không? Để mà giảm thiểu cái việc mà có thể vứt đồ ăn có phải để cách không lãng phí. Có phải để không hả có phải để nếu để thì nó phải là nếu là để thì nó phải là thẻ ý chí đúng không nhỉ nó phải là động từ ý chí nhưng đây là sukunakunaru trở nên ít thì nó không ý chí thì phải là vì đúng rồi
vì cái việc mà làm vì cho cái nó... việc nhá, vì cái việc thực phẩm bị vứt bỏ đúng không, lãng phí, đúng rồi, vì cái việc thực phẩm bị vứt bỏ một cách lãng phí ấy, nó trở nên ít, đúng rồi, nó trở nên ít đi, nên cũng nên cái việc mà giảm thiểu cái gọi là cái gì ạ, sẽ nisankatanso là gì, khí CO2 carbonic, đúng không? Đúng rồi, khí carbonic, khí carbonic nó phát sinh bằng cái quá trình xử lý đó, có thể giảm đi lượng khí carbonic đúng không, phát sinh trong quá trình xử lý đó. Xử lý đó là xử lý cái gì đấy? Xử lý là xử lý để vứt đồ ăn thừa. Xử rồi, lý xử lý những cái đồ ăn thừa ấy, đúng nhỉ? Đấy, những cái đồ ăn mà bị vứt bỏ nhá. Rồi, tiếp theo. Đoạn này thì sẽ mời bạn nào nhỉ? Xem nào, bạn nào chưa được gọi. Bạn Liễu nào? Ma dự cho kỳ hô dôn gà để kỳ dự kỳ sổ cho tay gà ưu đi a kê cho kiểu gà ưu đi a kê ni ô kì cự ê kiểu sư rự tô phu tô tô cư tê nô kỳ xê dự ni dìu yô gà siêu chiêu sư rự chữ này là men, chữ gì? Men men to you ni sĩ Sibote zekken ga okowareta. Okonawareta. Okonawareta. Đầu tiên thì tiến hành. Nào, nó đang có hai cái danh từ này đúng không? Đây này. Đây, hai danh từ này. Đấy. Cái phần đằng trước nó chỉ là bổ nghĩa cho danh từ tô phự nhá. Cái này bổ nghĩa cho cái này. Người ta đang gì đây? Cái tiến hành thí nghiệm ấy, một cái thực nghiệm được tiến hành này, trọng tâm vào đúng không nhỉ? Trọng tâm vào đậu. Trọng tâm vào, thứ nhất là đậu phụ đúng không nhỉ? Đậu là, phụ. Là sao? Là cái thứ mà ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Nào, là cái thứ mà cho ki hô dông ga để ki zi. Không thể bảo quản trong thời gian dài. Đúng rồi, là cái thứ mà không thể bảo quản trong thời gian dài. Không ai để miếng đậu ăn trong một tháng được đúng không? Hay là mấy tuần được, phải ăn trong ngày. Nào, đậu phụ này không thể bảo quản được trong thời gian dài. Với lại gì nữa? Cái tình hình khí tượng đúng không? Tình hình thời tiết ấy, nó ảnh hưởng lớn đến gì? Ảnh hưởng đến doanh số. Đúng rồi, ảnh hưởng lớn đến doanh số. Đấy, họ trọng tâm vào cái này. Thứ hai là cái men tsu yu đúng nhỉ? Một cái loại mì, một cái loại miến gì đấy. Là cái thứ mà làm sao? Là cái thứ mà tập trung cái nhu cầu nó tập trung nhá vào mùa cố định, tập trung đúng rồi cái mùa nhu cầu nó tập trung vào một cái mùa nhất định nào đó đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ như là mùa gì đây, mùa hè ấy, thì ở miền Bắc có món nước rau muống luộc dầm sấu ấy, hay là vắt chanh, hoặc là mùa đông thì có món lẩu ấy, kiểu vậy, nó giống như thế này. Thế câu 50 phải điền cái gì nha? Nào, có 50 nào? Đáp án thứ nhất là cái nỗ lực này. Số 1. Cái nỗ lực này đầu tiên là sau, kể về đằng sau. Còn đáp án thứ hai thì so ít tạ tô đi cư mi mố. Tại sao không thể là 2, 3 hay 4? Ano thì là không phải rồi. Đúng rồi, Ano là cái là xa. Đúng rồi, là cái xa là loại nhá. Là cái hồi tưởng loại. Kochira no tori kumi mo. Kochira có phải là ở phía này không? Không dùng ở phía này. Vấn đề ở đây là cô và so. Tại sao lại không thể là so? So ít tạ. Tori kumi mo. Cái mố đấy là phải cái trên có rồi, xong là cái dưới cũng. Ừ, đúng rồi. Còn đấy. Trong khi cái đây là cái đầu tiên đúng không? Vâng. Cái gì nhỉ? Cái việc người ta nhắc đến cái Torikumi này ấy, cái cụ thể của nó là lần đầu tiên người ta mở rộng ra, chứ không thể là lặp lại gì cả, cho nên là loại đi nhá. Đấy. Cho nên là cái câu 2 là sai ở chỗ này.
Như vậy đúng đây phải là đáp án số 1. Nếu như cái câu 2 ấy, mà người ta sửa là Sono Torikumi wa có đúng không? Đúng ạ. Đây các bạn nhìn nhá. Có phải là người ta đã nhắc đến cái Torikumi ở phía trên rồi đúng không? Mà người ta lặp lại thì thường là lặp lại là dùng so là chính xác ấy, đúng không nhỉ? Là chính xác hơn cả cô. Nhưng mà bởi vì là gì nhỉ? Bởi vì ở đây người ta muốn hình dung ra cái vấn đề nó đang ở ngay trước mắt người đọc. Cho nên người ta sẽ dùng cô để thay thế các bạn nhé. Cô với so nó khác nhau điểm vậy. Đấy. Thì dùng cô là thể hiện cái điểm đấy. Đúng không nhỉ? Cái nỗ lực này ấy, nó được thể hiện thông qua cái gì nhỉ? Thông qua cái thí nghiệm người ta làm như vậy. Tiếp theo nào? Sono kekka. Sohin rosu o 20% から 30% 減らせることが分かった。Từ cái kết quả đấy thì đã hiểu được rằng đã hiểu được cái việc giảm 20-30% việc lãng phí thức ăn. Đúng rồi. Đoạn còn lại này. Xin xem mời Hoa nào. Hay. Genzai wa taiso sohin. Taiso sohin o kagudai shinagara jinkou chino mo tori ire sarani kodo na yujo yosoku ga kano ni natte kite iru toyu. Hiện nay trong hiện nay người ta vừa mở rộng các sản phẩm các sản phẩm làm đối tượng đúng không? Ví dụ đây này, người ta đang có hai cái là tofu với lại men tsu yu này, thì người ta mở rộng đối tượng ra những cái loại thực phẩm khác thì được gọi là taisho shohin đúng không? Người ta vừa mở rộng các loại sản phẩm mà thuộc đối tượng đó, người ta vừa làm sao? Ta vừa lại mà lại tori ire được là gì? Đưa vào. Đúng rồi, người ta đưa vào, người ta áp dụng đúng không? Áp dụng Jinko vào chino. Trí tuệ nhân công. Sao trí tuệ nhân công? Là chỉ có trí tuệ nhân công. Chỉ có trí tuệ nhân gì thôi? Nhân tạo. Rồi, trí tuệ nhân tạo, đúng nhỉ? Người ta áp dụng trí tuệ nhân tạo này và hơn nữa là nó có thể dự đoán được, nó có thể dự đoán được nhu cầu ngày càng cao. À, cái việc mà dự đoán cái nhu cầu cao ấy đúng không nhỉ, một cách cao độ, một cách chính xác ấy, kanoni natte kiteru nghe nói là gì đây? Có khả năng xảy nghe nói là trở nên là hoàn toàn khả thi đúng không? Nghe nói là hiện tại người ta vừa áp dụng trí tuệ nhân tạo, người ta vừa mở rộng các cái sản phẩm thuộc đối tượng nghiên cứu đúng không nhỉ? Thành ra là cái việc dự đoán cái nhu cầu chính xác, cái nhu cầu cao độ ấy, nó trở nên hoàn toàn khả thi. Câu tiếp. Kono yoni watashi tachi no sekatsu ni kakasenai kiso zoho wa sohin rosu rosu tokuhin rosu mondai no kaiketsu ni mo yakutatte iru no de aru. Bằng cách này. Đúng rồi. Thì cái thông tin khí tượng mà không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta là cũng có ích để giải quyết. Nó cũng đang có ích để giải quyết vấn đề. Vấn đề thoát lương thực, thực phẩm. Lãng phí đúng không? Lãng phí thực phẩm. Lãng phí thực phẩm. Kongo yori okina seka ga. 51 phải điền đúng không? Các bạn nhìn cho trên dây cái từ Kongo nhá. Từ Kongo này chúng ta sẽ biết là loại trừ đáp án nào. Kongo nghĩa là gì các bạn? Sau này. Bằng kore kara đúng không? Từ giờ trở đi này. Kore kara nhá. Rồi, thành quả lớn hơn. Loại được mấy? Một. Sao lại được một được? Ba được bốn.
Đúng rồi, loại thứ 3 đi 4 đúng không? Bởi vì sao? Chưa xảy ra. Data và yokata này chưa xảy ra nên không thể dùng thể ta được nhá. Đấy. Đã nhất định này hay là gì đây? Nếu có thể thì tốt biết mấy là câu ước trong quá khứ, sai. Vậy còn 1 với 2 là thể điều thể hiện tại thôi. Nhưng đúng là mấy? Đúng là 2. À, 2 đúng là 2 đúng rồi. Tại sao 1 sai? Nó chưa xảy ra. Không, đâu phải là xảy ra hay chưa? Cái câu 1 sai bởi vì cái đuôi là gì đây mọi người? Đúng rồi, đuôi là karada này. Nếu mà đuôi là chọn là karada ấy thì nó phải là giải thích cái gì đấy cho gì nhỉ? Cho cái phía trước đúng không? Ờ, cái này nó là nguyên nhân của cái phía đằng trước, nhưng đây có đâu phải đâu, đây một cái hoàn toàn mới đúng nhỉ? Do vậy là không thể là dùng karada được, như vậy đúng phải là 2. Vậy kitai de kisoda có nghĩa là gì? Có vẻ là có kỳ vọng. Đúng, có kỳ vọng. Đúng rồi. Có vẻ là đúng nhỉ? Ừ, có vẻ là có thể trông cậy, có thể kỳ vọng vào những cái gì đấy? Những cái quả to lớn, những cái thành quả to lớn hơn từ nay về sau, đúng không nhỉ? Bởi vì sao? Rõ ràng ở đây là chúng ta thấy là người ta đang đề cập là hiện tại, người ta đang mở rộng ra này, người ta áp dụng trí tuệ nhân tạo này các thứ này, thì có thể dự đoán được, thì sẽ dùng cái pháp diễn tả cái dự đoán nhé, đó là soda, có vẻ, chứ không thể dùng nguyên nhân kết quả là karada được. Đấy. Nên là đáp án đúng chúng ta câu này phải là số 2.